À, xin chào cả nhà. Hôm nay Thành xin gửi đến cả nhà mình một sản phẩm tượng bát mã chi phong, mã đáo thành công. Bộ này thì sẽ gồm 8 con ngựa, mỗi con sẽ mang một cái màu sắc ý nghĩa phong thủy ngũ hành. Thì chiều dài của nó sẽ là 55 cm, chiều cao sẽ là 20 cm và chiều rộng là 15 cm. Ngoài ra thì Thành cũng nhận đặt những cái kích thước sẽ lớn hơn. Cả nhà cứ IP Thành ha. Thì bộ này sẽ rất là phù hợp để mà để cái bàn làm việc, phòng văn phòng giám đốc và phòng họp, cũng như là những showroom, nhà xưởng, nhà hàng, vân vân. Để đặt hàng cả nhà IP Thành để nhận thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm. Và thời gian giao hàng có thể là từ 5 đến 7 ngày. Còn phần vận chuyển thì các mẫu to như thế này chắc có thể là Thành sẽ vận chuyển, chứ để bị shipper thì nó sẽ là thường là sẽ bị bể vỡ, nên chi phí vận chuyển cũng khá là cao. Cả nhà cứ IP Thành ha. Cảm ơn cả nhà mình quan tâm xem video, và hãy share, like, comment để giúp Thành có thể đưa video này đến nhiều người biết đến, và sẽ có động lực để mà tạo thêm nhiều những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà hôm nay. Chúc cả nhà mình